thông kiến đại, Bồ Tát Đại Thế Chí. Kinh văn: Đại Thế Chí Pháp Vương Tử giữ kỳ đồng luân ngũ thập nhị Bồ Tát, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn. Việt dịch: Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng 52 vị Bồ Tát cùng tu tập, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng. Giảng giải: Đại Thế Chí Pháp Vương Tử và Bồ Tát Quán Thế Âm đều là con trai của Đức Phật A Di Đà, khi Đức Phật còn là vị chuyển luân thánh vương. Khi Đức Phật A Di Đà đã thành tựu quả Phật, hai vị Bồ Tát này đến để trợ thủ cho ngài. Hai vị Bồ Tát là hai người bạn đồng hành hằng ngày của Đức Phật A Di Đà, một vị bên trái, một vị bên phải. Khi Đức Phật A Di Đà nhập diệt, không còn là bậc giáo chủ của cõi Cực Lạc phương Tây, trong nửa đêm giáo pháp sẽ suy tàn, và đến cuối nửa đêm đó, Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thành Phật tại cõi Cực Lạc phương Tây. Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập diệt, không làm bậc giáo chủ của cõi Cực Lạc phương Tây nữa, thì Bồ Tát Đại Thế Chí sẽ thành Phật cùng một cách như Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài làm giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Bồ Tát Đại Thế Chí còn được gọi là Đắc Đại Thế. Ngài rất mạnh, đến mức độ mỗi khi Ngài nhấc tay, động chân hay lắc đầu, thì đất bằng chuyển động. Khi Ngài đi, thì đất rung chuyển. Pháp Vương Tử có nghĩa là Bồ Tát. Cùng 52 vị Bồ Tát cùng tu tập, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng. 52 Bồ Tát ở đây biểu tượng cho thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. 52 giai vị tu chứng của hàng Bồ Tát. Kinh văn: Ngã ức giảng tích hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế danh vô lượng quang. Thập nhị Như Lai tương kế nhất kiếp, kỳ túi hậu Phật danh siêu nhật nguyệt quang. Bỉ Phật giáo ngã niệm Phật tam muội. Việt dịch: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Lúc ấy có 12 Đức Như Lai kế tục nhau thành Phật trong một kiếp. Đức Phật sau cùng hiệu là siêu nhật nguyệt quang. Ngài dạy con pháp niệm Phật tam muội. Giảng giải: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Lúc ấy có 12 Đức Như Lai kế tục nhau thành Phật trong một kiếp. Đức Phật sau cùng hiệu là siêu nhật nguyệt quang. Vào kiếp đó có 12 Đức Phật Như Lai thị hiện ra trên đời. Đức Phật thứ 12 hiệu là siêu nhật nguyệt quang. Ngài dạy con pháp niệm Phật tam muội. Đức Phật siêu nhật nguyệt quang dạy con niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Có phải Ngài là Đức Phật A Di Đà mà chúng ta thường biết đó chăng? Có lẽ không, vì Đức Phật A Di Đà lúc đó là Đức Phật đã thành tựu Phật quả từ 10 kiếp trước, nhưng danh hiệu vẫn đồng là một. Có nhiều Đức Phật có danh hiệu giống nhau, cũng như người thường có tên hoặc họ trùng nhau vậy. Kinh văn: Thí như hữu nhân, nhất chuyên di ức, nhất nhân chuyên vong. Như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phi kiến. Việt dịch: Ví như có người,
một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên, thì hai người ấy dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy cũng không là thấy. Giảng giải. Ví như có người một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên. Đây là một ví dụ. Có hai người, một người luôn luôn nhớ đến người kia, trong khi người kia không bao giờ nhớ đến người khác. Có lẽ họ là bạn bè hay bà con. Hai người này dụ cho Đức Phật và chúng sinh. Đức Phật thường nhớ đến chúng ta. Các ngài luôn luôn thương xót chúng sinh, nhưng chúng sinh thì không bao giờ nhớ đến Phật. Chúng ta có thể có ít cơ may để học Phật Pháp, nhưng chúng ta hoàn toàn không biết rõ những gì đang được giảng giải. Chúng ta hoàn toàn không biết những điều ấy vi diệu như thế nào. Tại sao chư Phật lại nhớ nghĩ đến chúng sinh? Vì các ngài thấy rằng chúng sinh vốn có cùng bản tánh Phật như các ngài. Chư Phật nhìn chúng sinh như là cha mẹ của các ngài trong quá khứ và sẽ là chư Phật trong tương lai. Thế nên Đức Phật dạy rằng mọi chúng sinh trên cõi giới này đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Không có riêng một chúng sinh nào mà chẳng được thành Phật. Đây chính là điểm then chốt đã khiến cho đạo Phật trở nên cao quý và lan rộng khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao chư Phật không tán thành các việc sát hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Giữ và thực hành năm giới là cách thể hiện lòng thương tưởng đến chúng sinh. Vì chư Phật thấy rõ rằng chúng sinh có cùng thể tánh như các ngài, ngài muốn giáo hóa họ để giúp cho họ tiến lên thành tựu Phật quả. Chúng sinh chúng ta đến thế giới này và bỏ gốc để theo ngọn. Chúng ta quên đi nguồn gốc, bối giác hiệp trần, trần lao phiền não nơi thế gian. Đó là lý do khiến cho chúng ta quên đi chư Phật và không nhớ gì đến các ngài. Có nhiều phương pháp thực hành niệm danh hiệu Phật. Thứ nhất, trì danh niệm Phật. Quý vị có thể niệm danh hiệu của Đức Phật nào mà mình thích. Chẳng hạn, nếu quý vị thích Đức Phật A-di-đà, quý vị có thể niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Hoặc có thể quý vị thích niệm Nam Mô Bổn Sư Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoặc có thể quý vị thích niệm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Đó chính là đồng như danh hiệu với chư Phật trong khắp mười phương. Quý vị có thể chọn danh hiệu nào để niệm tùy ý. Mục đích của việc niệm Đức Phật là nhằm gom niệm tưởng lăng xăng thành nhất tâm nhớ nghĩ về Đức Phật, là để trừ đi những vọng tưởng. Nếu quý vị không dính líu với những vọng tưởng thì quý vị sẽ không sinh khởi vọng tưởng. Và khi quý vị không tạo nên các việc ác, có nghĩa là quý vị đang trên đường làm việc thiện. Thứ hai, quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng Đức Phật A-di-đà từ tướng lông màu trắng ở giữa trán đang phóng ra hào quang. Có bài kệ tán thán việc này: Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải. Quý vị có hình dung ra được không? Nếu quý vị có tâm lượng nhỏ hẹp thì ý niệm của quý vị về Đức Phật cũng sẽ rất yếu khi quán tưởng về ngài. Nếu quý vị có tâm thiết tha rộng lớn thì sự quán tưởng về hình tượng Phật sẽ to lớn vô cùng. Thứ ba, quán tượng niệm Phật. Theo phương pháp này, quý vị nhìn vào tượng Phật A-di-đà khi niệm danh hiệu ngài. Và khi niệm Phật, quý vị quán tưởng đến những thân trang nghiêm và các tướng tốt của ngài.
nhưng tôi báo quý vị biết rằng điều này có thể xảy ra khi quý vị bị một loại ma gá vào khi quý vị niệm Phật. Nói chung, bất kỳ quý vị tu tập pháp môn nào cũng cần phải có giới hạnh, đức hạnh trong tu đạo. Khi tôi ở chùa Dơ Sinh, núi Gia Du tại Hồng Kông, có một vị tỷ khưu muốn tu một khóa Phật lập tam muội. Khi tu tập pháp này, người tu phải ở trong thức và đi kinh hành liên tục, nên gọi đó là pháp thường hành tam muội hoặc Phật lập tam muội. Trong 90 ngày, hành giả đi liên tục trong phòng, không nằm, không ngủ. Đây là pháp môn đòi hỏi nhiều nghị lực. Vị tỷ khưu ấy phải niệm Phật suốt trong thời gian tu tập pháp thường hành tam muội này. Một hôm tôi để ý thấy rằng càng ngày vị ấy niệm Phật càng lớn tiếng hơn, cho đến một hôm ông ta rống lên: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khi tôi nghe như vậy, tôi biết ông ta đã gặp một cảnh giới nào đó. Thế nên tôi đến để xem thử sao. Ông ta chạy quanh thức như điên. Điều gì đã xảy ra? Trong kiếp trước, vị tỷ khưu này là một con bò. Vì ông ta đã làm được một số công đức ở một ngôi chùa nhờ cài ruộng cho chùa, nên đời này ông được làm vị tỷ khưu. Tuy nhiên, mặc dù là một tỷ khưu, tập khí của loài bò vẫn chưa được thay đổi. Ông ta có một thói quen thật kỳ lạ. Lý do mà ông ta chạy quanh phòng là vì ông ta thấy Đức Phật A-di-đà hiện ra và ông ta đuổi theo Ngài. Điều gì thực sự đã xảy ra? Vị tỷ khưu ấy đã gặp phải ma sự. Vốn thực chẳng có Đức Phật A-di-đà nào đến cả. Đó chỉ là một con trâu nước hiện lên từ biển. Nó là loài thủy quái biến hiện thành Đức Phật A-di-đà để gạt vị tỷ khưu. Vị này tưởng đó là Đức Phật A-di-đà hiện ra nên chạy theo Ngài. Khi tôi đến đó, tôi dùng một phương pháp để giải trừ ma sự cho vị tỷ khưu. Thế nên cũng có khi quý vị gặp phải ma sự khi trì niệm danh hiệu Phật. Thứ tư, thực tướng niệm Phật. Đây có nghĩa chính là tham thiền. Chúng ta ngồi thiền và tham công án. Ai là người niệm Phật? Trong đoạn kinh này, một người luôn luôn nhớ đến Phật, một người thường chẳng bao giờ nhớ đến chúng sinh. Thì hai người ấy, dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy cũng không là thấy. Dù họ có gặp nhau, cũng như thể là họ chưa từng thấy nhau. Có thể họ đã gặp nhau ở một nơi nào đó, nhưng chẳng hợp nhãn nhau. Vì năng lượng của họ không giao thoa nhau, vì một người thì nhớ, một người quên, họ không thể gặp được nhau. Dù họ có đối diện nhau, cũng như thể họ không thấy nhau. Kinh văn: Nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thâm, như thị nại chí, tòng sanh chí sanh, đồng ư hình ảnh, bất tương thừa dị. Việc dịch: Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ nhau thật sâu trong tâm niệm, như thế cho đến đời này sang đời khác, như hình với bóng, không bao giờ cách xa nhau. Giảng giải: Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ nhau thật sâu trong tâm niệm, nếu họ nhớ nhau rất sâu đậm, như thế cho đến đời này sang đời khác, như hình với bóng, không bao giờ cách xa nhau. Cái bóng của mình, dù mình có đi đâu, nó cũng đi theo. Nó không bao giờ rời bỏ hình ảnh của nó. Hai người này cũng sẽ như vậy và không bao giờ tách rời ra. Họ sẽ không bao giờ còn có việc chẳng nhận ra nhau hay quên nhau. Kinh văn: Thập phương Như Lai lân niệm chúng sanh như mẫu ức tử.
nhược tử đào thệ, tuy ức hà di. Tử nhược ức mẫu, như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sanh, bất tương di diễn. Việt dịch: mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Nếu con trốn tránh, tuy nhớ, nào có ích gì? Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không cách xa nhau. Giảng giải: mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Chư Phật trong mười phương thường thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Nếu con trốn tránh, tuy nhớ, nào có ích gì? Dù mẹ thường nhớ con mọi thời, nhưng con quên mẹ thì thật vô ích. Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không cách xa nhau. Nếu mẹ và con cùng nhớ đến nhau trong theo cách ấy, thì mẹ con sẽ nhớ nhau suốt đời, từ đời này sang đời khác. Họ sẽ không bao giờ tách lìa nhau. Có nghĩa là nếu chư Phật thương tưởng hằng nhớ đến chúng sinh, mà nếu chúng sinh cũng nhớ đến chư Phật, thì đời này sang đời khác, chúng sinh và Phật chẳng lìa xa nhau. Chúng ta sẽ ở bên Phật mãi mãi. Kinh văn: nhược chúng sanh tâm, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Việc dịch: nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, tưởng đến Phật, thì đời này, đời sau nhất định thấy Phật. Giảng giải: nếu chúng sinh tưởng nhớ đến Phật, niệm danh hiệu Phật, thì chắc chắn họ sẽ được thấy Phật trong đời này hoặc đời sau. Kinh văn: khứ Phật bất diễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Việc dịch: họ đã cách Phật không xa, nên không nhờ vào phương tiện mà được tâm khai ngộ. Giảng giải: họ chắc chắn sẽ được giác ngộ. Kinh văn: như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí, tự tắc danh viết hương quang trang nghiêm. Việc dịch: như người xông hương thì thân thể có mùi thơm, đó gọi là hương quang trang nghiêm. Giảng giải: như người xông hương thì thân thể có mùi thơm. Nếu có người xông ướp thân thể mình bằng hương thơm, thì mùi hương ấy sẽ thấm đượm quanh thân. Đó gọi là hương quang trang nghiêm. Kinh văn: ngã bổn nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn. Kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ. Việc dịch: bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà thể nhập vô sanh nhẫn. Này con trong cõi này, tiếp dẫn những người niệm Phật trở về cõi tịnh độ. Giảng giải: bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà thể nhập vô sanh nhẫn. Bồ Tát Đại Thế Chí nói rằng từ trong nhân địa tu hành của Ngài, có nghĩa là từ khi mới phát tâm tu đạo làm vị tỷ khưu, Ngài chứng được vô sinh pháp nhẫn nhờ vào pháp niệm Phật. Này con trong cõi này, cõi Ta Bà, tiếp dẫn những người niệm Phật, như thoải nam châm sẽ thu hút hết thảy các dụng sắc, Bồ Tát Đại Thế Chí tiếp độ và dẫn dắt mọi chúng sinh nào tu tập pháp niệm danh hiệu Phật, đưa họ trở về cõi tịnh độ. Ngài dẫn dắt họ trở về với cõi Cực Lạc. Kinh văn: Phật vấn Diên Thông, ngã vô tuyển trạch, đô nhiếp lục căn tịnh niệm, tương kế đắc tam ma địa tư di đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về Diên Thông: con do thu nhiếp tất cả sáu căn mà không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục,
đó là phương pháp hay nhất. Giảng giải. Đức Phật hỏi về phương pháp để tu tập đạt được viên thông. Con do tu nhiếp tất cả sáu căn mà không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục. Con không có sự lựa chọn nào khác. Con chỉ có một phương pháp là niệm danh hiệu Phật. Con dùng pháp môn này để thu nhiếp sáu căn và các vọng tưởng khởi dậy từ sáu căn ấy. Con điều phục sáu căn, không để cho chúng khởi vọng tưởng nữa. Con niệm Phật với tâm thanh tịnh mãi không gián đoạn, cho đến khi con đạt được chánh định. Đó là phương pháp hay nhất. Hết quyển 5 bản Hán. Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm, mùa Phật Đản Phật Lịch 2550, Bính Tuất 2006, thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.